bạn chính là người quyết định con đường sự nghiệp và tương lai của chính mình. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội, và vấn đề là chúng ta có biết cách nắm bắt và tận dụng hiệu quả những cơ hội đó hay không. Con người dù ở bất kỳ thời đại nào cũng luôn nung nấu tham vọng vươn đến những tầm cao mới trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Tham vọng đó đòi hỏi mỗi người phải biết tận dụng mọi cơ hội và mở toang mọi cánh cửa xung quanh mình để vươn đến thành công bằng tất cả khả năng và nghị lực. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, thời đại mà các chuyên gia kinh tế gọi là thời đại vàng của loài người. Và quyển sách mà bạn đang cầm trên tay sẽ cung cấp giải pháp cho bạn, sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện và đạt được tham vọng nghề nghiệp của mình. Đó là những phương pháp đơn giản và đã được kiểm chứng trên thực tế nhằm giúp bạn nâng cao thu nhập và thăng tiến nhanh hơn. Đó cũng là phương pháp giúp bạn kiểm soát con đường sự nghiệp của mình và đặt mình vào bệ phóng để vươn cao và xa hơn nữa. Những người được trả lương cao nhất và thành công nhất trong thời điểm hiện tại cũng đã từng áp dụng những phương pháp này. Vì vậy, nếu bạn tích cực áp dụng, bạn cũng sẽ đặt chân lên con đường đua cuộc đời và bắt đầu tăng tốc về phía trước. Chỉ trong vài năm, bạn sẽ đạt được những thành công mà một người bình thường phải làm việc cần lực trong 10 hoặc 20 năm mới có được. Chúng ta đang chuyển từ thời mà khả năng làm việc chỉ đơn giản là làm thuê cho ai đó trong suốt thời gian bạn ở độ tuổi lao động, sang thời gian mà khả năng làm việc là sản phẩm mà bạn có thể bán suốt đời cho bất cứ ai. Điều này có nghĩa là ngay từ bây giờ, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mặt trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Sai lầm lớn nhất mà mọi người hay mắc phải là cứ nghĩ rằng mình đang làm việc cho người khác chứ không phải là cho chính mình. Cho dù ai là người ký bảng lương cho bạn thì bạn cũng luôn là ông chủ của chính mình. Bạn là người quyết định bạn sẽ được trả bao nhiêu, thăng tiến ra sao và thành công như thế nào. Hầu hết những người thành đạt đều là những người biết làm chủ công việc của mình. Chính ý thức tự làm chủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả công việc đã biến họ trở thành người quan trọng và sáng giá trong công ty. Vì thế, cơ hội luôn mở rộng đối với họ. Họ được trả lương nhiều hơn và được thăng tiến nhanh hơn. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tự xem mình là giám đốc của một công ty có một nhân viên, người nhân viên đó cũng chính là bạn. Và bạn đang chịu trách nhiệm bán một sản phẩm trên thị trường cạnh tranh, đó chính là dịch vụ cá nhân của bạn. Hãy xem bạn như một nhà tư vấn trong công ty của mình và xác định khoản lợi nhuận thu được hàng tháng khi bạn bán đi dịch vụ cá nhân của bạn. Sau đó, hãy bắt đầu thực hiện 21 bí quyết được trình bày trong cuốn sách này để cải thiện mức thu nhập, tạo ra cơ hội thăng tiến nhanh hơn và cao hơn. Một, xác định chính xác điều mà bạn muốn. Cuộc sống thường ưu ái cho những người nào biết rõ mình thực sự mong muốn điều gì. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, con người chính là kỳ tích vĩ đại nhất của tạo hóa, và càng kỳ diệu hơn khi tạo hóa sinh ra mỗi người mỗi khác. Trong mã di truyền của mỗi người đều được lập trình những khả năng tiềm ẩn rất đặc biệt mà mỗi người hoàn toàn có thể phát triển nó để thực hiện tốt cả những sứ mệnh phi thường. Dù rằng khả năng đặc biệt đó vẫn tồn tại trong bản thân của mỗi người ngay từ lúc mới sinh ra, nhưng có rất ít người biết khơi dậy và vận dụng nó để đạt được những điều mà mình mong muốn. Và điều trước tiên mà bạn cần phải làm là xác định được điều mà mình thực sự mong muốn. Sau đó, tất cả những việc còn lại là dồn hết tâm sức để thực hiện chúng. Để xác định những điều mà bản thân bạn thực sự mong muốn, bạn cần phải biết năng lực cũng như khả năng đặc biệt của bản thân, phải hiểu rõ nhu cầu và ước muốn của chính mình. Biết được công việc và hoạt động nào làm cho bạn cảm thấy thích thú và có thể khiến bạn lưu tâm nhiều nhất. Một lúc nào đó, bạn nên nhìn lại những công việc mà mình đã làm để tìm hiểu xem trải nghiệm nào làm cho bạn cảm thấy thú vị nhất để hiểu hơn về bản thân mình. Hãy thử hình dung về tương lai của bạn. Tưởng tượng rằng khi ấy, bạn đang làm một công việc lý tưởng với những con người lý tưởng, có một mức lương lý tưởng và trong những điều kiện làm việc lý tưởng. Hãy xác định rõ đối với bạn những điều lý tưởng đó là gì và quyết định ngay từ bây giờ xem bạn phải làm gì để biến những điều lý tưởng đó thành hiện thực. Trong bức tranh về tương lai đó, những cơ hội nghề nghiệp đang mở ra trước mắt bạn và bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn bất kỳ công việc nào mà bạn yêu thích. Chắc chắn bạn sẽ thành công hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa khi được làm một công việc mà bản thân cảm thấy thú vị, cho dù bạn có gặp phải những thử thách và trở ngại. Nếu không thực sự yêu thích công việc thì lòng đam mê, sự hăng say và nhiệt tình cống hiến trong bạn sẽ bị dập tắt và bạn chẳng còn động lực nào để vượt qua những khó khăn thất bại trong từng công việc mà bạn thực hiện mỗi ngày. Để xác định chính xác điều mà mình muốn, hãy thực hành phương pháp tư duy bắt đầu từ số 0. Theo tư duy này, bạn hãy xem xét tất cả những quyết định trước đây của mình và tự hỏi. Nếu bạn biết trước tình hình sẽ như thế này thì liệu bạn có đảm nhận công việc này một lần nữa hay không? Liệu bạn có đồng ý làm việc với người chủ như thế này hay không? Liệu bạn có làm cho công ty này không? Liệu bạn có chọn lĩnh vực này không? Có đồng ý với mức lương như thế này không? Sẽ có lúc bạn đưa ra câu trả lời là có, và đó cũng là điều bình thường khi bạn muốn tìm sự ổn định trong thời đại ngày nay, thời đại của sự thay đổi và cạnh tranh khốc liệt. Nhưng với câu trả lời không, bạn hãy tiếp tục tự hỏi, tôi phải thay đổi tình hình này như thế nào và thay đổi trong bao lâu? Sau đó hãy tìm cho mình những câu trả lời xác đáng nhất. Có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí là phạm phải nhiều sai lầm trước khi bạn có được công việc lý tưởng. Nhưng dù có thế nào, thì cũng hãy bắt đầu bằng việc xác định điều mình thực sự mong muốn và sau đó dồn hết tâm sức để thực hiện chúng. Hành động. Hãy lập ra một danh sách những công việc lý tưởng của bạn và tưởng tượng rằng mọi cơ hội việc làm đang nảy nở ra trước mắt bạn. Giả sử bạn có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và mọi điều kiện cần thiết, khi đó bạn sẽ chọn làm việc gì? Hãy nghĩ đến những hành động cụ thể nào đó mà bạn có thể thực hiện ngay bây giờ. Bạn sẽ làm gì để trang bị mọi điều kiện cho bản thân nhằm đạt được đúng công việc hay vị trí mà bạn thực sự mong muốn? Cho dù câu trả lời của bạn là gì đi nữa, thì cũng hãy bắt tay hành động ngay từ hôm nay.
2. Chọn đúng chỗ làm. Sự lựa chọn là của bạn. Bạn là người cầm lái. Bạn có thể lái con tàu của mình tới bất cứ nơi nào bạn muốn ngay từ hôm nay. Trong thời đại ngày nay, thời đại của sự biến chuyển và thay đổi không ngừng, một số ngành kinh tế đang tiếp tục phát triển và trở nên chiếm ưu thế. Những ngành này mở ra nhiều cơ hội cho những người có tham vọng thăng tiến nhanh và xa hơn nữa. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ngành khác đang phát triển chậm lại, thậm chí là suy giảm về vai trò kinh tế và vấn đề tạo công ăn việc làm. Mặc dù vẫn tiếp tục thuê người để thay thế những nhân viên nghỉ việc hay về hưu, nhưng những ngành này khó có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai dưới sự tác động của quá trình cạnh tranh khắc nghiệt, sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng và sự phát triển của khoa học công nghệ. Vì vậy, công việc đầu tiên của bạn trong quá trình theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp là phải xác định những ngành có triển vọng phát triển và những ngành chậm phát triển. Bạn có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình, được trả lương cao và được thăng tiến nhanh hơn chỉ trong vài năm nếu bạn làm việc trong một ngành kinh tế đang phát triển mạnh. Nhưng nếu làm việc trong một lĩnh vực kinh tế chậm phát triển, bạn có thể phải mất từ 5 đến 10 năm để đạt được điều đó. Có rất nhiều người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình chỉ đơn giản bằng cách rẽ ngang tìm một công việc khác trong một công ty khác thuộc một lĩnh vực kinh tế khác đang rất phát triển và chiếm ưu thế. Hãy xem năng lực và tài năng của bạn là một nguồn vốn đầu tư đắt giá và xem thị trường việc làm là nơi bạn sẽ đầu tư nguồn vốn đó để thu về lợi nhuận cao nhất. Hãy xem tinh thần, cảm xúc và thể chất của bạn là một nguồn lực để định hướng bạn đến đỉnh cao sự nghiệp. Hãy nghĩ đến lợi ích của bản thân khi quyết định đặt sự nghiệp và cả cuộc sống của mình vào một công ty nào đó hay một ngành nào đó. Khi đã tìm đúng công việc của bạn tại một công ty triển vọng, bạn sẽ được khơi dậy tất cả nhiệt huyết để làm việc với hiệu quả cao nhất. Điều đó cũng thôi thúc bạn liên tục tìm cách để nâng cao vai trò và giá trị của bạn trong công ty. Với nỗ lực đó, việc bạn được đề bạt vào một vị trí tuyệt vời trong một thời gian ngắn là điều đương nhiên. Hành động. Hãy tìm hiểu thị trường lao động và nghề nghiệp hiện nay, xác định những công ty và những lĩnh vực nóng nhất trên thị trường dựa vào các tiêu chí sản phẩm mới, phương pháp sản xuất và tốc độ phát triển. Chọn ra một công ty hay một lĩnh vực khiến bạn quan tâm nhất. Hãy tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ, kiểm tra thông tin về công ty, lĩnh vực mà bạn đang quan tâm trên báo chí, trên mạng Internet và ở những người đang làm việc hay có công việc liên quan đến lĩnh vực đó. Hãy nhớ rằng ưu thế luôn thuộc về người có được thông tin tốt nhất. Sau đó hãy nộp đơn vào một vị trí mà bạn yêu thích và tìm hiểu xem công việc đó đòi hỏi bạn phải có những kỹ năng hay năng lực gì để gặt hái thành công. Quá trình làm cuộc khảo sát này có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Ba, chọn đúng cấp trên. Sức mạnh vĩ đại nhất của con người là sức mạnh lựa chọn. Lựa chọn được một cấp trên phù hợp và tài giỏi là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn có được những bước đi vững chắc hướng đến mục tiêu nghề nghiệp. Và chắc chắn lợi ích trước mắt là sẽ giúp bạn nâng cao thu nhập và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Đảm nhận một công việc cũng tương tự như việc thực hiện một thỏa thuận làm ăn mà trong đó người sếp chính là một đối tác. Đó là một người có ảnh hưởng lớn đến mức lương và thưởng, tốc độ thăng tiến cũng như mọi vấn đề khác liên quan đến công việc của bạn. Trong quá trình tìm việc, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về cấp trên tương lai của mình để biết được họ có phải là mẫu người mà bạn muốn cộng tác hay không. Họ có phải là người mà bạn có thể yêu mến, kính trọng và khâm phục hay không? Họ có phải là người thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ bạn, giúp bạn thăng tiến nhanh hơn trong công việc hay không? Cho dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay sản xuất thì những nhà lãnh đạo giỏi cũng đều có chung một số phẩm chất nhất định. Trước tiên, họ đều là những người chính trực và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì họ sẽ giữ lời. Nếu họ đã hứa sẽ xét điều chỉnh lương cho bạn thì họ sẽ luôn luôn làm đúng theo điều đó. Những nhà lãnh đạo giỏi luôn biết cách giao việc hiệu quả. Khi giao việc, họ luôn dành thời gian để mô tả công việc thật rõ ràng, cụ thể và luôn đưa ra tiêu chuẩn đánh giá công việc cũng như thời hạn, ngân sách cho phép. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu bạn đưa ra ý kiến và cách giải quyết của riêng mình và khuyến khích bạn áp dụng những cách tiến hành công việc mới và hiệu quả hơn. Những nhà lãnh đạo giỏi luôn biết quan tâm đến nhân viên mà còn về cuộc sống cá nhân và gia đình của nhân viên. Họ muốn biết nhân viên nghĩ gì, quan tâm điều gì. Nói chung, họ quan tâm đến tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến tinh thần và tác phong làm việc của nhân viên. Bạn có thể biết được mối quan hệ giữa sếp và bạn như thế nào bằng cách đánh giá xem bạn có cảm thấy dễ dàng khi trao đổi thẳng thắn và trực tiếp với sếp về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bạn hay không. Mỗi khi gặp sếp, bạn có cảm thấy tự tin, thoải mái hay luôn phải căng thẳng và lo lắng? Có lẽ thước đo đúng nhất và hiệu quả nhất là sự hài lòng và thoải mái của bạn. Nếu bạn làm việc với một cấp trên tốt, bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và tự tin mình là một người hữu ích và quan trọng. Làm việc cho người lãnh đạo tuyệt vời là một cách để thành công hơn và có cơ hội thăng tiến nhanh hơn. Nhiệm vụ của bạn là hãy chọn cho mình một người lãnh đạo như thế. Hành động. Hãy suy nghĩ về vị cấp trên hiện tại của bạn, về những người sếp tốt mà trước đây bạn đã từng hợp tác. Xác định những phẩm chất và hành vi của họ mà bạn ngưỡng mộ, so sánh với hình ảnh của người sếp lý tưởng mà bạn mong đợi với người sếp hiện tại của bạn. Hãy tiến hành phát triển mối quan hệ với cấp trên ngay từ hôm nay. Hãy đến gặp cấp trên và thẳng thắn trình bày mọi vấn đề với cấp trên nên hay không nên làm để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời, hãy trình bày mọi vấn đề khiến bạn cảm thấy hài lòng và kích thích sự đóng góp của bạn cho công ty nhiều hơn. Hầu hết những nhà lãnh đạo đều rất sẵn lòng tiếp thu ý kiến phản hồi của nhân viên, nếu ý kiến đó là tích cực nhằm mục đích xây dựng chứ không phải là để công kích hay chỉ trích. 4. Xây dựng thái độ tích cực. Theo quy luật của cuộc sống, mỗi người sinh ra đều có vị trí của mình
và chính những suy nghĩ hình thành nên cá tính của mỗi người sẽ dẫn dắt người đó đến vị trí của họ. Theo nhà tâm lý học Sidney Jurat, quan điểm và tính cách cá nhân quyết định đến 85% thành công của mỗi người. Mức lương và sự thăng tiến của bạn phụ thuộc rất nhiều vào sự yêu mến và giúp đỡ của những người khác dành cho bạn. Những người luôn vui vẻ và lạc quan sẽ được yêu mến và quý trọng hơn những người lúc nào cũng chỉ phàn nàn và chỉ trích người khác. Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công trong sự nghiệp chính là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của bạn với những người xung quanh, cũng như những biểu hiện tích cực của bạn trong vai trò là một thành viên của nhóm. Những thành viên xuất sắc của nhóm thường là những người rất hoạt bát và luôn sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp. Họ là người biết quan tâm và cảm thông với những người khác, vì vậy mọi người đều thích gần gũi họ để cùng làm việc và giúp họ phát triển. Những người tích cực và thân thiện sẽ dễ được cấp trên chú ý và đánh giá tốt. Đồng thời, họ cũng sẽ dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Một người tích cực luôn có động lực và cơ hội để phát triển nhanh chóng. Thái độ tích cực của một người có thể được đánh giá qua những tình huống khó khăn và căng thẳng. Hầu hết mọi người luôn giữ thái độ tích cực khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Nhưng khi phải đối mặt những khó khăn hay thất bại, con người sẽ bộc lộ bản chất của mình. Có người tự tin và lạc quan tìm cách vượt qua, nhưng có người ủ rũ và than thở và chấp nhận gục ngã. Một người có tinh thần lạc quan luôn cố gắng tìm kiếm những mặt tốt, mặt tích cực trong mỗi con người hay mỗi tình huống. Thói quen tìm kiếm những mặt tích cực và có giá trị từ những khó khăn hay thất bại sẽ giúp bạn luôn sống lạc quan và vui vẻ. Chính những điều này sẽ tạo ra tinh thần và động lực cho bạn hành động để tiến về phía trước, tránh lún sâu vào những chuyện quá khứ để rồi tự dằn vặt mình. Xây dựng thái độ tích cực là một điều mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách luyện tập. Hãy bắt đầu luyện tập cách phân tích vấn đề theo hướng tích cực nhất, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn, thất bại. Hành động. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để biến mình thành một người tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Đừng chỉ trích, phàn nàn hay kết tội ai khi có việc gì đó không hay xảy ra. Hạn chế mọi hành động như vạch lá tìm sâu, ngồi lê đôi mách hay kêu ca phàn nàn với ai đó về bất kỳ vấn đề gì của công ty. Ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu luyện tập thái độ tích cực trong vòng 21 ngày. Cho dù có bất kỳ vấn đề gì khó khăn, phức tạp nào xảy ra đi nữa, bạn cũng hãy cố gắng giữ cho mình hoàn toàn ở trạng thái tinh thần tích cực và có tính xây dựng. Hãy đếm từ 1 đến 10 trước khi bạn phản ứng với một vấn đề hay một tình huống khó khăn nào. Và hãy cố gắng tìm điều tốt đẹp trong mọi tình huống. Sau 21 ngày rèn luyện, bạn sẽ có được một thói quen mới mà chính thói quen này sẽ rất hữu ích cho cuộc sống của bạn về sau. Năm, tạo một hình ảnh chuyên nghiệp và thành công. Hầu hết mọi người đều chú trọng đến vẻ bề ngoài. Vì vậy, họ chỉ đánh giá con người bạn dựa trên những biểu hiện bên ngoài, cũng giống như cách bạn đã đánh giá họ. Nếu bạn muốn thành công lớn, muốn được mọi người chấp nhận và quý trọng, bạn phải giống như mẫu người mà người khác luôn quan tâm và ngưỡng mộ. Rõ ràng là rất nhiều người đã tự giam hãm mức tiến của mình chỉ vì họ phớt lờ hoặc không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Bởi không có ai lưu ý cho họ biết rằng trang phục và việc ăn mặc nghiêm túc có vai trò quan trọng như thế nào. Trên thực tế, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ với các em mà cũng có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong kết quả tuyển dụng hay thăng tiến. Người ta thường đánh giá con người bạn dựa trên vẻ bề ngoài của bạn và đánh giá đó cũng chính là ấn tượng đầu tiên về bạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai để tạo nên một ấn tượng ban đầu tuyệt vời cả. Vì vậy, diện mạo và trang phục cũng như phong cách ăn mặc của bạn đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra ấn tượng tốt đẹp cho người khác. Phong cách ăn mặc của bạn phần nào biểu lộ tính cách và con người của bạn. Vì vậy, khi bạn chọn cách phục sức cũng chính là lúc bạn chọn cách trình diễn hình ảnh của mình trước mắt mọi người. Bạn sẽ gửi đi thông điệp cho rằng họ nên đánh giá và đối xử với bạn như thế nào. Các chuyên gia trong lĩnh vực giao tiếp cho biết, người ta đánh giá con người của bạn chỉ trong vòng 4 giây đầu tiên và đi đến kết luận về con người của bạn chỉ trong vòng 30 giây kế tiếp. Vậy bạn đã tạo ra ấn tượng đầu tiên như thế nào cho những người mới gặp? Theo bạn, ấn tượng đầu tiên như thế là tốt hay xấu? Bạn cần phải thay đổi ra sao để tạo ra một ấn tượng ban đầu tốt hơn? Nếu bạn là người sống vì một tương lai tốt đẹp hơn, thì đừng ăn mặc như một người chẳng có tương lai. Hãy luôn ăn mặc để tạo nên sự thành công. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý lĩnh vực hoạt động của mình để chọn trang phục cho phù hợp. Bạn hãy quan sát cách ăn mặc của những nhân vật thành đạt trong công ty và cả hình ảnh những người thành đạt xuất hiện trên báo chí, trên truyền hình. Hãy xem họ là những mẫu người để bạn học tập, nhưng đừng bắt chước một cách máy móc. Màu sắc và sự phối hợp màu sắc trong trang phục cùng với những phụ trang đi kèm cũng góp phần tôn vinh con người bạn, tạo nên những ấn tượng tốt cho những người tiếp xúc với bạn. Trang phục như thế nào sẽ thể hiện con người bạn như thế ấy. Trang phục bình thường, bạn chỉ là người bình thường trong mắt người khác. Trang phục lịch sự sẽ thể hiện bạn là một người năng động và chuyên nghiệp. Cấp trên luôn muốn được hãnh diện về nhân viên mà họ sẽ giới thiệu cho đối tác hay những vị lãnh đạo khác. Vì vậy, bạn hãy tạo cho mình một phong cách ăn mặc thể hiện mình là một người chuyên nghiệp và tự tin trong mọi tình huống giao tiếp, và cũng để nâng cao niềm tự hào của cấp trên về bạn. Mục đích quan trọng nhất trong cách ăn mặc là để tạo ấn tượng tốt với người đối diện, và đó chính là điều kiện đầu tiên để bạn gặt hái những thành công tiếp theo. Hành động. Bắt đầu từ hôm nay, bạn hãy thay đổi cách ăn mặc của mình đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. Hãy quan sát cách ăn mặc của những người xung quanh và chọn cho mình một phong cách phù hợp với con người của mình nhất. Hãy đến các shop thời trang, lên mạng internet hoặc mua sách báo về thời trang để trang bị kiến thức về trang phục, vải vóc và cách ăn mặc đẹp. Hãy học cách phối hợp màu sắc và các trang phục đi kèm cho trang phục của bạn. Hãy xem lại tủ quần áo và bỏ đi tất cả những bộ quần áo không còn phù hợp nữa.
6. Làm việc nghiêm túc và tích cực. Sống là hành động và sử dụng năng lực của bản thân. Việc sử dụng năng lực đó ra sao cho đạt hiệu quả cao nhất là niềm vui và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Làm việc tích cực và hoàn thành một khối lượng lớn công việc là yếu tố luôn thu hút sự chú ý và sự đánh giá cao của các cấp lãnh đạo trong công ty. Một người làm việc tích cực không phải là một người khó gần vì cứ phải cố gắng làm việc, thậm chí là làm việc đến kiệt sức. Mà thực ra họ chỉ đơn giản là một người không lãng phí thời gian. Họ tận dụng mọi giây phút quý giá trong khi làm việc. Họ xác định rõ ràng thứ tự ưu tiên của các công việc, làm việc đều đặn suốt cả ngày và kết quả là mang lại những đóng góp có giá trị cho công ty. Người siêng năng làm được rất nhiều việc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, với mỗi đồng thù lao nhận được, họ đóng góp cho công ty được nhiều hơn so với những người khác và kết quả là họ trở thành nhân viên tiêu biểu và có giá trị của công ty. Các ông chủ sẽ rất vui mừng và quý mến họ và dĩ nhiên họ sẽ được trả lương cao và được thăng tiến nhanh hơn. Đó cũng là những thành quả mà họ xứng đáng nhận được từ công sức của mình. 2 giờ làm thêm trong một ngày là vốn đầu tư hiệu quả nhất để bạn có thể trở thành người có giá trị và có ảnh hưởng trong công ty. Bạn có thể sắp xếp đi làm sớm 1 giờ và về trễ 1 giờ. Điều này có nghĩa là thời gian làm việc của bạn sẽ dài ra thêm một chút, nhưng bù lại công việc của bạn sẽ tiến triển nhanh hơn. Những chuyên gia nghiên cứu về năng suất lao động cho biết, hiệu quả của mỗi giờ làm việc liên tục không bị gián đoạn bởi những việc khác bằng 3 giờ làm việc bình thường. Trên thực tế, công việc chính của bạn, đặc biệt là những công việc mang tính sáng tạo sẽ chậm lại, thậm chí là kém hiệu quả đi nếu bạn liên tục bị ngắt quãng bởi những việc khác. Vì vậy, bạn nên tận dụng những khoảng thời gian mà bạn có thể tập trung làm việc liên tục, như khoảng thời gian trước khi mọi người đến làm việc, trong lúc mọi người đi ăn trưa hoặc sau khi mọi người đã ra về. Những người thành đạt trong mọi lĩnh vực đều làm việc nhiều hơn những người bình thường. 10% những người có thu nhập cao nhất ở Mỹ đều làm việc hơn 50 giờ một tuần. Còn 1% người được trả lương cao nhất ở Mỹ làm việc bình quân 56 giờ mỗi tuần. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ thực sự tập trung vào suốt thời gian làm việc và không lãng phí bất kỳ giây phút nào. Họ đi làm sớm hơn và bắt tay ngay vào những việc quan trọng nhất. Họ làm việc như vậy đều đặn mỗi ngày. Họ là những người thân thiện nhưng không bao giờ bỏ qua thời gian để tán gẫu với đồng nghiệp trong giờ làm việc cả. Hãy đặt ra mục tiêu cho mình như vậy. Hãy tận dụng hết thời gian làm việc ở công sở để thực hiện công việc của mình. Đừng tranh thủ thời gian để làm việc riêng như tán gẫu, gọi điện, đọc báo, vân vân. Nếu có đồng nghiệp nào muốn tán gẫu với bạn, hãy cố ý làm cho bạn sao lãng công việc. Bạn hãy nhẹ nhàng từ chối họ. Hãy nói với họ rằng bạn thực sự rất bận và hẹn họ khi khác phù hợp hơn. Sau đó, hãy mỉm cười vui vẻ và nói rằng tôi phải làm việc tiếp đây. Hãy ghi nhớ và liên tục nhắc lại câu này, trở lại làm việc, trở lại làm việc, trở lại làm việc. Liên tục nhắc nhở mình bằng câu nói này sẽ giúp bạn vượt qua những lúc bị sao nhãng trong công việc, giúp bạn tập trung vào nhiệm vụ chính của mình và trở thành người có năng suất làm việc cao nhất trong công ty. Và rồi cuối cùng, mọi người sẽ chú ý đến bạn. Hành động. Bạn hãy quyết tâm trở thành người làm việc chăm chỉ nhất công ty ngay từ ngày hôm nay. Hãy sắp xếp lại thời gian của mình để bạn có thể đến công ty sớm hơn một tiếng so với những người khác và bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Đừng nói với ai là bạn đang làm gì. Các cấp lãnh đạo sẽ sớm nhận ra sự nhiệt tình đóng góp của bạn. Đừng lãng phí bất kỳ giây phút nào trong ngày làm việc. Hãy giảm bớt thời gian dùng cà phê buổi sáng hay thời gian ăn trưa bởi vì đây là lúc bạn thường mất thời gian cho những câu chuyện tán gẫu vô bổ. Thay vào đó, hãy sử dụng thời gian này để làm những việc có ích hơn. Hãy ở lại sau giờ làm việc một tiếng đồng hồ để giải quyết công việc. Nhờ đó bạn có thể đạt được năng suất làm việc hiệu quả gấp 2, gấp 3 những người xung quanh bạn. Bảy, đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ. Con người được sinh ra để luôn tiến bộ không ngừng và vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn. Sống là một cuộc tranh đấu. Dù muốn hay không, bạn cũng phải cạnh tranh với bất kỳ ai đang muốn được trả lương cao và thăng tiến nhanh như bạn. Cuộc đua đang diễn ra và bạn cũng là người tham gia. Nhiệm vụ của bạn là phải vượt qua người khác để tiến tới vị trí dẫn đầu. Nhưng mà cách nào? Thực tế có rất nhiều cách hiện hữu nhằm giúp bạn tiến bộ và luôn ở vị trí dẫn đầu. Một trong những cách quan trọng nhất là hãy liên tục yêu cầu được đảm nhận nhiều trọng trách hơn. Mỗi tuần hãy đến gặp cấp trên của mình để hỏi xem có còn việc gì khác mà bạn có thể làm hay không. Tại các cuộc họp, mọi người thường đưa ra những đề xuất để giải quyết vấn đề hoặc để nâng cao hiệu quả công việc hoặc để hoàn thành mục tiêu của công ty một cách nhanh nhất. Ngay khi sếp đồng ý thực hiện một việc nào đó, bạn hãy xung phong đảm nhận việc mới này. Hãy mạnh dạn yêu cầu, chấp lấy cơ hội như thể cầu thủ cướp lấy trái bóng và chạy thật nhanh để ghi bàn. Sau đó hãy cố gắng hoàn tất tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất. Hầu hết mọi người đều không để ý đến một điều hết sức đơn giản này. Hàng ngày họ chỉ làm những công việc được yêu cầu, thậm chí họ còn nghĩ rằng làm càng ít công việc thì càng tốt. Nhưng bạn hãy là một người khác họ. Hãy nhận thêm nhiệm vụ rồi cố gắng hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đừng lo lắng về vấn đề quyền lợi. Bằng cách yêu cầu được giao thêm trách nhiệm, bạn đã thực sự yêu cầu thêm về quyền lợi mà lãnh đạo công ty dành cho bạn. Bạn đang mở rộng, tăng cường kiến thức và kỹ năng cũng như năng lực của bản thân để đạt được kết quả mong muốn. Bạn đang xây dựng uy tín cho bản thân từ những đóng góp có giá trị cho công ty. Điều này luôn có lợi cho bạn cả trước mắt và về lâu dài trong suốt sự nghiệp của mình. Tự nguyện nhận lãnh nhiều công việc hơn những người khác là một trong những cách hiệu quả để nâng cao thu nhập và thăng tiến nhanh. Cho dù phải nỗ lực hay phải hy sinh nhiều hơn, thì bạn cũng hãy xem nhiệm vụ đã nhận như là một bài kiểm tra mà nghề nghiệp tương lai của bạn sẽ phụ thuộc vào kết quả của nó. Và sau đó hãy cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất và nhanh nhất.
Hành động. Hãy luôn tìm cách nâng cao vai trò và giá trị của mình đối với công ty, đặc biệt là bằng cách tự nguyện nhận lãnh nhiều trọng trách hơn. Hãy thường xuyên đến gặp cấp trên và đề nghị được nhận thêm nhiệm vụ mới nhằm giảm bớt gánh nặng trên vai họ. Bạn sẽ phải ngạc nhiên về những cơ hội có thể làm tăng giá trị của bạn trong công ty. Hãy là người xung phong mỗi khi có việc gì đó cần được thực hiện, kể cả những việc phát sinh thêm. Vì thông thường không có ai chịu làm những việc này, nên bạn gần như là người duy nhất sẵn sàng làm những việc ấy. Sau khi nhận việc, hãy nhanh chóng thực hiện và sớm báo cáo kết quả cho cấp trên, rồi lại đề nghị nhận thêm những trách nhiệm mới. Tám, đòi hỏi những gì bạn muốn. Những người sống tốt nhất trên thế gian này là những người biết đứng lên và đi tìm những điều mà mình mong muốn. Còn nếu lỡ không tìm thấy, họ sẽ tự tạo ra chúng. Yêu cầu điều mình muốn là một nguyên tắc căn bản để thành công. Đó là điều quan trọng mà bạn cần làm để đạt được mục đích mà mình mong đợi. Thành công không bao giờ đến với những người chỉ ngồi một chỗ, ao ước và hy vọng điều tốt đẹp, mà nó chỉ đến với những người biết lên tiếng đòi hỏi điều mình muốn. Và nếu đã yêu cầu mà vẫn chưa được đáp ứng, thì họ sẽ tiếp tục đòi hỏi cho đến khi họ đạt được mục đích mới thôi. Hãy hỏi cấp trên của bạn xem bạn phải làm gì mới có đủ điều kiện để được xét tăng lương. Nếu không biết đích xác mình phải làm gì để được cân nhắc, thì cho dù bạn cố gắng để làm việc cần lực thì cũng vô nghĩa. Vì vậy, hãy đến gặp cấp trên để đặt câu hỏi và đừng ngại hỏi lại nếu bạn vẫn chưa rõ. Nếu muốn được tăng lương, bạn phải yêu cầu điều đó. Tốt nhất là viết ra giấy tất cả những nhiệm vụ bạn đang thực hiện và những kinh nghiệm, kỹ năng mà bạn đã phát triển và hoàn thiện hơn so với lần tăng lương trước. Thêm vào danh sách đó những thông tin về lợi nhuận mà công việc bạn mang lại trong tổng thể hoạt động của công ty, cũng như sự đóng góp của cá nhân bạn như là một nhân viên ưu tú nhất. Sau đó hãy trình bày tất cả những thông tin này cho sếp giống như bạn đang trình bày một bài thuyết trình với khách hàng. Căn cứ trên những lời đóng góp của bạn, hãy yêu cầu một con số cụ thể. Nếu may mắn, bạn sẽ được tăng lương theo đúng con số mà bạn yêu cầu. Nhưng trong nhiều trường hợp, bạn chỉ được xét tăng một khoản thấp hơn mức yêu cầu. Khi đó hãy mạnh dạn hỏi sếp xem bạn sẽ phải làm gì trong tương lai để đạt được một khoản thu nhập mà bạn muốn. Hãy tìm hiểu xem bạn phải làm như thế nào để nâng cao giá trị đóng góp của bạn với công ty. Hãy xem yêu cầu tăng lương của bạn như một cuộc thương lượng quan trọng. Vì vậy, hãy sắp xếp trước một cuộc họp với cấp trên và chọn thời gian thích hợp nhất. Tốt nhất là gặp sếp vào cuối ngày làm việc, khi mà mọi công việc đã được giải quyết và không còn gì cắt ngang cuộc họp của bạn nữa. Hãy thật cởi mở và tự tin khi đưa ra lời yêu cầu với cấp trên. Nếu yêu cầu tăng lương của bạn hoàn toàn bị từ chối, thì cũng đừng thất vọng và đừng mất bình tĩnh. Hãy hỏi sếp xem cụ thể bạn sẽ phải làm gì trong tương lai để đạt được mức lương yêu cầu và chính xác là khi nào bạn được xét tăng lương. Hãy trình bày một cách cụ thể và rõ ràng. Để thuyết phục cấp trên, bạn phải yêu cầu một cách khéo léo, tế nhị và kiên trì. Không cần biết cách yêu cầu của bạn như thế nào, chỉ cần bạn mạnh dạn đặt ra vấn đề, nghĩa là bạn đã bắt đầu đặt chân trên con đường đến thành công. Hãy nhớ, tương lai tốt đẹp luôn đến với những ai biết liên tục theo đuổi những điều mà mình mong muốn. Hành động. Hãy xác định những đóng góp có giá trị của bạn trong công ty và tìm hiểu mức lương của những người làm việc ở vị trí tương đương với bạn cả bên trong lẫn bên ngoài công ty. Hãy gọi đến các trung tâm dịch vụ việc làm để tìm hiểu mức lương cụ thể là bao nhiêu, tìm hiểu những quyền lợi và ưu đãi cho các vị trí tương tự của bạn được đăng trên báo hoặc trên mạng internet. Hãy trình bày rõ ràng với cấp trên về những đóng góp của bạn như làm tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng sản lượng. Hãy chứng minh bạn là một nhân viên có giá trị hơn trước thông qua những kỹ năng và kinh nghiệm hiện tại của bạn. Hãy so sánh mức thu nhập hiện tại của bạn với những chi phí mà công ty sẽ phải bỏ ra để tuyển và đào tạo một nhân viên mới làm công việc của bạn. Hãy yêu cầu một mức lương cụ thể mà bạn mong muốn. 9. Giữ gìn bản tính trung thực như là một điều thiêng liêng nhất. Mỗi hạt giống của lòng nhân ái cuối cùng rồi cũng đơm hoa kết trái. Mỗi bước đi đúng đắn cuối cùng rồi cũng mang đến thành công đích thực. Mọi thương vụ làm ăn thành công đều dựa trên lòng tin. Tất cả các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các tổ chức tài chính đều dựa trên hai chữ uy tín. Theodore Lewis, chủ nhiệm khoa thương mại của trường đại học Harvard đã nói: tài sản có giá trị nhất của một công ty là danh tiếng của công ty đó, là điều mà khách hàng biết về công ty. Tương tự như vậy, tính cách và uy tín chính là tài sản giá trị nhất đối với sự nghiệp của mỗi cá nhân. Tính chính trực chính là yếu tố đầu tiên mà cấp trên quan tâm ở một nhân viên khi họ đánh giá để quyết định tăng lương hay để bạn lên một vị trí cao hơn. Yếu tố đầu tiên để đánh giá tính chính trực là sự chân thật. Cho dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy luôn nói sự thật. Một khi đã nói, đã hứa thì phải giữ lời. Không cần biết là bạn có gặp phải khó khăn, trở ngại hay gặp vấn đề gì hay không, bạn cũng phải cố gắng thực hiện những điều mà mình đã nói. Yếu tố thứ hai là sự tin cậy. Trong kinh doanh và cả trong cuộc sống, lòng tin là điều quan trọng, quý giá và đáng trân trọng nhất ở một con người. Vì vậy, nếu có phải chịu thiệt thòi mà thực hiện được lời hứa của mình thì cũng là một điều xứng đáng. Yếu tố thứ ba là lòng trung thành. Thiếu trung thành là một trong những lý do chính dẫn đến sự thất bại và kém hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn là một người trung thành thực sự, bạn sẽ không bao giờ phàn nàn với người khác, về công ty hay về cấp trên của mình. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với một vấn đề nào đó, bạn hãy đi gặp cấp trên hoặc một người nào đó có liên quan để phản ánh trực tiếp. Bạn đừng lên án hay chỉ trích về công ty, về cấp trên, cũng như về sản phẩm, dịch vụ hay về bất cứ điều gì khác trong công việc của mình đối với người ngoài.
Nếu bạn có điều gì không hài lòng, hãy giữ kín chuyện đó và chỉ nên trình bày riêng với người có liên quan. Bạn phải luôn hỗ trợ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình. Bạn hãy luôn chứng tỏ và thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của bạn với người đang trả lương cho bạn. Nếu bạn không thể thực hiện điều này vì bất cứ lý do gì, thì hãy tìm cho mình một chỗ làm việc khác nơi bạn có thể dễ dàng thể hiện lòng trung thành của mình hơn. Thi hào vĩ đại William Shakespeare đã nói: "Hãy trung thực với bản thân, rồi điều bạn mong đợi sẽ đến, như ngày tàn rồi đêm đến, không hề sai với bất cứ ai." Để sống trung thực với bản thân, bạn hãy lắng nghe và tin tưởng vào tiếng nói của lương tâm. Để sống trung thực với mọi người xung quanh, bạn hãy luôn nói và hành động theo những gì mà bạn tin là đúng, là chân thực. Đừng bao giờ lung lay trước những lời đàm tiếu từ miệng lưỡi của thiên hạ. Hãy bảo vệ lòng trung thực của mình, đừng để nó bị ảnh hưởng bởi những điều không hay. Một khi bạn đã sống trung thực, dù là với bản thân bạn hay với những người xung quanh, bạn sẽ luôn cảm thấy hài lòng, tự tin, lạc quan và mạnh mẽ hơn. Và hơn tất cả là bạn có được sự tôn trọng và lòng tin của những người quan trọng xung quanh bạn. Hãy luôn giữ gìn điều thiêng liêng nhất của bản thân, đó là sự chính trực. Hành động. Hãy cố gắng thực hiện cho bằng được mọi điều bạn đã hứa, cho dù bạn có thích hay không, hoặc gặp khó khăn, trở ngại như thế nào đi nữa. Hãy tạo dựng uy tín của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tập thói quen làm việc đúng hẹn, đúng kế hoạch, đi họp đúng giờ, hoàn thành công việc đúng thời hạn đã đưa ra. Nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể hoàn tất công việc đúng thời hạn, hãy thông báo ngay cho những người có liên quan được biết.